coi chưa. Nãy giờ vậy nhưng nó ngà nó ngon nha. Dạ nè. Cái từ từ. Không, tí nó phải kéo cái lửa vô sát đàng hoàng. Hôm qua em thử con giao thông nhà anh cho vỡ món cái thức của bà đang mắng. Đúng rồi. Dạ. Giòn ngon lắm. Cái này đi thi đầu bếp thì thi giang. Cái sớm chọn. Ngon. Cái này mà nói thật chặt cái loại. Cái loại này thì 4 năm sau không hư được. Còn đâu. Đi tí nó xóa đi, đây đẩy đi làm lại cái. Cầu cầu gì? Cái nến có tròn cái chất tạo nạc hay không mà nhìn cái điệu nó nạc ấy nhỉ? Ngan đi, ngan nạc rồi. Ngan đây thì chứ. Ngan. Khổ hết lòng. Ngan này, cái con ơi thì chứ vậy. Ngan thì anh Du tạo cho nó. Ui. Coi ông vô tại đấy. Vô cái món tạo nó. Một đấy thì nhờ nhờ đó, còn gặp thêm nó vô. Thêm là vô bán luôn. Thêm là chỉ mà trước một mặt quá rồi cái gì à, nấu ăn tốt đó chứ. Gọi là một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Quý hồ tình, quý hồ đàn. Không, em đang huấn luyện cho học đi theo hai anh em đi theo ngạch khác. Mà thằng học để thuê học để chỉ chuyên có chọc ảnh không ạ? Đâu em kinh doanh cái ngày khác thì học chứ cái chờ bánh. Không chặt được chứ. Có cán này mới chặt được. Chặt cái mũi anh này, cái mũi này làm cá chứ bác. Kết thúc. Quay cây lửa lấy giấy đi. Chạy lấy tờ giấy. Lấy tờ giấy mua không? Giấy nó mua cho ngay. Ừ. Lấy tờ giấy cũ đây thế ơi. Ai? Nhìn nó biết ngay mà. Rồi, okay. Ta đi thôi.